是一贯到的花莲市政的一个宝岛。第二，今年呢三个地方福报很大，用大陆的大量都来咯，发展的都大家都进去了。那你们从越南飞到台湾来？và các vị từ ở Việt Nam mà bay đến Đài Loan. Tại sao mà mình không phải đến Đài Loan? Tại sao các vị không bay qua tới Trung Quốc Đài Loan? Tại sao mà mình không phải đến Thái Lan? Tại sao các vị không bay sang tới cả Thái Lan? Thế giới có 200 nước quốc gia. Tại vì trên thế giới này có 200 nước. Tại sao mà mình không đến những nước quốc gia đó? Tại sao các vị không đi sang những nước khác mà các vị lại đến đây? Tại sao mà mình lại đến Đài Loan để làm việc? Tại sao các vị lại đến tới mảnh đất Đài Loan này? Tại vì sao các vị đối với Đài Loan, nước Đài Loan rất là có duyên. Phải nói là cái duyên này nó rất là thâm hậu và nó rất là sâu. Thật sự mà nói về mặt khác thì các vị chỉ có cái suy nghĩ rằng là khi chúng ta đến Đài Loan là chúng ta chỉ là kiếm tiền. Các vị phải ghi nhớ một câu rằng kiếm tiền không phải là việc trọng quan trọng nhất. Các vị có cơ hội đến cái mảnh đất Đài Loan này. Thật sự mà nói mảnh đất Đài Loan này, đây ngày xưa nó là một mảnh đất thiên bảo, thiên đạo. Thiên đạo là thiên nhân đang trú ngụ địa phương. Là thiên đạo, thiên đạo là các vị đó là những nơi của tất cả các vị tiên thần ở. Các vị đã đến mảnh đất bảo đảm này rồi. Và cái điều quan trọng hơn là các vị đã được cầu đạo. Và trên đăng trên con đường công đạo. Thật nhất là ngày hôm nay. Nếu mà ngày chủ nhật. Nếu mà các bạn ở đây đi ra nước ngoài, đi ra ngoài để đi chơi. Nếu các vị có những thiện căn, các vị đã có thiện căn và các vị đã hy sinh cái buổi chơi của mình đến đạo trường để mà nghe đạo lý. Cái điều này nó không đơn giản thế nào đâu các vị. Tại sao trong tâm của các bạn đã có Phật rồi đấy? Tâm của các bạn đã có đạo. Vì đạo chính là trong thân thể. Đạo là trong tâm các vị. Một giá trị của một người không phải là nói có bao nhiêu tiền bạc. Nó không phải là nói về cái địa vị cao là thật. Nó không phải nói đến thời gian nó hay là dài. Vậy thì nói gì đây? Nói rằng là tâm của con người chúng ta có đạo. Tâm của các vị có đạo có Phật. Các vị là Phật đấy. Phật là các vị. Điểm thì xin sẽ cho một cái ví dụ. Có một số người rất là thích như đi lên bàn. Có phải như vậy không? Tại vì sao? Người thích lên bàn trong tâm gì đó đều có gì? Ma bạc. Các vị suy nghĩ xem, dùng quỷ ma để mà đưa vào con người chúng ta. Lấy Phật mà như là đắp lại cái tâm của mình. Các vị suy nghĩ lại xem. Thật sự mà nói Phật ở trong tâm mình tốt hay là ma quỷ ở trong tâm mình tốt? Đương nhiên là Phật ở trong tâm mình đương nhiên phải tốt hơn đúng không nào? Hiện tại có những người như là vì những cái dục vọng làm rất là nhiều những cái việc là không tốt xảy ra. Có thể là những người phạm tội, có thể là đốt nhà, có thể là như là sử dụng những cái chất heroin và làm những cái việc xấu. Xin hỏi các vị, có phải là tâm các vị đang có ma trong đó không? Chỉ có mình không? Tại vì sao khi mình có những cái dục vọng đó, có phải là mình đã mời ma nhập vào cái tâm của mình không? Vậy thì hôm nay các vị thì sao đây? Hôm nay
để nghe thì như là giảng kinh thuyết pháp. Nếu mà em hết bỏ cái thời gian mà nó đã vừa thành rồi. Và các vị đã dùng cái thời gian học kiến thức của mình để đạt được. Yeah.
là ở dưới cũng là một phòng. Ví dụ như là những con chim. Và như là mình so sánh giữa các loài chim. Bay được không biển? Bay không xa. Bay được không cao? Bay không cao. Nếu mà đi theo bước chân của Phụng Long Nếu mà đi theo bước chân của Phụng Long Phụng. Thì nó sẽ bị bay không. Bay theo Long Phụng thì con chim con nó sẽ thành Long và Phụng. Vì có Long Phụng ở phía trước bay. Tại sao? Tại vì có con Long và con Phụng nó đang bay ở phía trước để cho chúng ta bay theo. Vì nó đang đuổi theo đuổi. Thì nó sẽ đi theo đường đò và nó đi theo đúng. Nam nhân suy sinh thiện phẩm đường đò. Bởi vì con người chúng ta đi theo tiêu Phật là có phẩm cách cao. Ông cô ấy không chưa mình. Xin hỏi tất cả các vị đồng tu. Ông cô thì là sư. Các vị những vị sư. Ông cô nhân tài. Các vị nhân tài. Ông cô không chưa bao giờ. Và tất cả các vị là đồng tu đại đức. Có sự hợp đồng, sự quay đồng đó. Tất cả các vị đã tốt hay là xấu. Tôi xin quên đi, tôi không chưa hợp đồng, quay đồng đó. Xin hỏi các vị là các vị đó tốt hay là xấu. Xin chia đi chào. Các vị tâm thấy bệnh số. Nếu mà không được sự quay đồng. Nếu mà các vị đó là những người xấu. Thì đừng đi theo họ. Tại sao những người đó sẽ lừa gạt chúng ta? Lừa gạt cái gì đây? Cái gì là tiền? Như lừa gạt tiền bạc. Hai người Việt Nam thì hào chi. Tại sao nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta đến đây là để hành vi? Cái gì mà chỉ có hai sự kiện? Và dẫn cho tất cả các vị đi làm những việc xấu. Nếu mà những người này. Nếu mà những người như vậy. Thì mình chưa biết Việt Nam làm sao. Thì các vị không nên đi theo. Ông là giáo sư. Và các vị những vị sư. Ông là thống xuất nhân tài. Các vị đồng tu nhân tài. Nhìn với các vị với một góc độ đó là các vị phải suy nghĩ. Các vị suy nghĩ xem. Các vị mình chuẩn bị đến tàu xe với đại dịch họ. Từ lúc mà các vị từ Việt Nam đến Đài Loan. Thì mình chưa tới sống hả? Các vị gọi là cái gì? Chưa là lê đại đạo hộ. Tôi thích. Có một cái danh từ là sao? Lao động Việt Nam. Nhưng mà số kể đến xin hộ. Có ai gọi các vị là lao động như là lê đại đạo hộ? Không. Nhưng mà số kể đến xin hộ. Có ai gọi như là người Việt Nam, Bồ Tát Việt Nam không? Không ai mà gọi mình cái danh từ này. Cứ gọi một câu là lao động của Việt Nam. Vì trong cái báo cũng đã đọc rằng vì họ sẽ tuần chuyển. Bởi vì là một người lao động đến cái nước này đương nhiên ta là vì kiếm tiền. Họ được đi quên của sự cao. Và cái địa vị của người đó không cao. Có sự gì mình không đọc sẵn này đó. Nhưng các vị đến Phật đường để tạo sự cao. Là không gọi là như là lao động Việt Nam. Chứ y là cũng sẵn. Và nói sao? Lao động Việt Nam, Bồ Tát Việt Nam. Yêu nhìn tạo cho các bạn. Tại vì các bạn đến Đài Loan. Nếu bạn tổng được đến Thái Văn chiến triển được, điểm là sự chiến triển tại chỗ. Tại vì các bạn đến Đài Loan thì các bạn có biết, biết rằng, biết đi theo bước chân của các vị tiền nhìn và các vị tiền nhìn sơn. Nhân dân không cần khăn chiến. Bởi vì những người khác nhìn vào là không dám xem thường. Nhân dân không khăn chiến, đúng không? Và có rất là nhiều người còn thương mình nữa. Không ai nhìn, đúng không? Và rất là thương mình, yêu mình. Không mình quan tâm những cái và có quan tâm rất là nhiều với mình. Đáng vì mình đến rất là quan sự kiện. Và khi mà các vị có một chuyện gì xảy ra, thì tương xứng để giờ chẳng sao. Và nói chúng ta sẽ có thể chia sẻ với tình hình của mình. Xem biết gì thì bằng mặt. Và nhất định là tình hình của chúng ta sẽ giúp đỡ ngay. Vì sao? Vì sao? Vì mình nhìn được sổ của mình không chiêu. Tại vì sao? Tại vì tất cả các bạn đây đều là bạn đồng tu. Ông ấy chơi với chơi ai? Ê, ai họ? An Hải. Đây là. Có kia là chú Hải. Như là chị từ Việt Nam đến lắm nè. Người đến giàu của mình, người giàu chị. À, chị đến đây để giúp đỡ, ở trong rất là nhiều đạo thân. Như vậy, hấp thức mọi nhiều vậy. Tại vì sao người này với những vị sư rất là có duyên? Như chị, họ trước chị sẽ, ê, họ sẽ ở Thái Trung. Và ngày xưa chị đã ở Thái Trung đúng không? Họ thấy quan niệm của họ. Và cái quan niệm của chị rất là tốt. Họ giúp một người có ai sẵn à? À, giống như là muốn. Chờ tôi cũng sợ. Nói là một người của bạn. Họ sẽ rất là vui. Và nói sao? Như là cái những người sư nói là chị đến đây để làm một người là Bồ Tát thì chị rất là vui, đúng không nào? Tâm rất là vui. Tôi sẽ chứng tỏ mình nỗ lực. Và qua một thời gian nỗ lực. Họ thực sự đã có một ai sẵn Phật thần giúp đỡ những người sư. Và chị đã đến Phật đường, đúng không nào? Chị đã giúp đỡ và làm một vị Bồ Tát thật sự và đại đoàn. Họ lại không biết mà không có vấn đề. Khi mà chị đến đây thì những sư không bao giờ về nhìn chị với góc độ là một công nhân. Không được nghĩa của con. Tại vì sao ngôn ngữ của chị cũng không thích hợp. Thì khi mà những vị sư nói chuyện với chị cũng là có chứ không? Không biết nhiều ý về chưa có sống hả?
那个教过一点那个那个江先生那边的那边来的，那么厉害啊！阿弟，我叫爸阿弟爸阿弟，阿弟，那你来你的人啊，你觉得阿弟，你也来做临时的员工啊？跟阿弟讲，阿爸临时拿一点多啦。啊，买了买了，你好。nếu mà chủ chị ấy có những cái gì mà khó khăn với mình và nói là thực sự mà nó có một sự giúp mình trong đó à thì như là nói với những sư tại vì sao mà người chủ của cái người đó là tại vì khi sao khi cái vị đó có đến một cái gia đình của chủ là phải giúp đỡ theo những cái như là cái hành vi theo như vậy.
và các vị ở đây rất là có phúc báo đến Đài Loan. Có điểm gì sư, có như là đàn chủ nhân tài chăm sóc các vị, đây là phúc báo các vị, có phải như vậy không? Bởi vậy hôm nay chúng ta tu đạo là tu thông. Và tất cả các vị trưởng bối của chúng ta đều xem chúng ta là một người trong gia đình. Thì như là giá trị con người chúng ta càng ngày càng nâng cao. Và vận mệnh các vị sẽ thay đổi. Bởi vậy các vị hãy nên như là tuyên truyền. Và cũng chúc mừng tất cả các vị. Và thời gian nó chỉ đủ như sinh đã đến. À, không có thể nào mà không có chuyện các vị thêm nữa. À, trước nữa đây sẽ có như là có một bài giảng của Việt Nam thì sẽ chia sẻ các vị. À, cuối cùng thì mình sẽ chúc phúc tất cả các vị. Và năm mới thì còn vui vẻ.